Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Vlog. Hôm nay thì tiếp tục review và đánh giá một sản phẩm mới của tủ lạnh thương hiệu Aqua ra mắt năm 2024, có ký hiệu là AQR-M532XA màu CBC các bác nhé. Đây sẽ là màu gọi là Titanium của Aqua năm 2024. Đấy, mọi người nhìn thấy một cái màu này rất chi là đặc biệt, nó có cái màu như là xỉ khói xám, nhìn rất chi là bắt mắt và cực kỳ là sạch, nhìn rất chi là đập vào mắt nhìn chúng ta là chúng ta nhận biết được người ta ngay. Thông thường thì mọi người sẽ nhìn thấy những cái màu như mặt gương đen này, hay là màu xám đen này, màu xám bạc đúng không ạ? Đây ví dụ như gương đen này, hay là đây là xám đen này, kia là những cái màu xám khác này. Thì đây là một cái màu cực kỳ là đặc trưng với ký hiệu là CBC ở đuôi cuối. Các bác cùng em theo dõi vài phút video xem sản phẩm này có điều gì thú vị không mọi người nhé. Cái ký hiệu của nó sẽ là AQR-M532XA, dung tích 468 lít và công suất tiêu thụ điện là 415 kW trên 1 năm. Điện năng tiêu thụ là 135 kW trên 1 giờ. Thì nó chỉ tương đương với các bác sử dụng khoảng độ một số 1 điện trên 1 ngày thôi. Cái đấy là sử dụng cực đại mọi người nhá. Bình thường thì các bác chắc sử dụng chắc chưa đến một số. Vì chúng ta ít mở ra, ít mở vào thì chúng ta cũng không cần quá mở nhiều đến như vậy đúng không ạ? Và đối với dòng này nó thiết kế là 4 ngăn, ngăn đá phía trên và ngăn mát, xin các ngăn đá ở phía dưới và ngăn mát ở phía trên. Hai cánh phía trên là chúng ta là ngăn mát và hai cánh phía dưới là chúng ta ngăn đông. Với kích thước của con tủ này nhé các bác nhé, chiều cao nếu mà tính từ dưới chân dưới cùng này lên phía dưới đỉnh này, chiều cao của nó thì rơi vào là 1m81 cho 1m80,4, thì gọi là 1m8 cho là 1m8 thôi nhé. Cao là 1m8 đi. Thì nếu các bác tổng phủ bì các bác cứ làm cái kệ của chúng ta là 1m81-82 là chúng ta thoải mái. Với chiều rộng của nó là 83,3 thì các bác cứ làm cho em cái kệ là cái tủ học rộng là 84-85 thì chúng ta vừa. Thường thường các bác cứ để 84-85 đi, thì bởi vì nó có khe thoáng ở phía hai bên này. Chứ các bác để xít quá nó cũng không tốt cho tủ đúng không ạ? Các bác cứ là mở ra tầm độ vài phân. Và chiều sâu của tủ là 66,6 thì rơi vào 67. Với kích thước 1m8 mà 83-84 đi, em cứ đọc phổ bì nhé, 1m80-84 và 67, để các bác đóng tủ cho nó hợp lý. Dung tích của chúng ta là 469 lít và dung tích ngăn mát của chúng ta ở phía trên là 318 lít của nhé. Các bác mở cánh ra này, dung tích ở phía bên trong này chúng ta là 318 lít cho dung tích của ngăn mát ở phía trong. Và dung tích ngăn đông của chúng ta phía dưới là 151 lít mọi người nhé. Đây, dung tích ngăn đông ở phía dưới là 151 lít. Thì đấy là cái ngoại hình của dòng tủ này. Ngoại hình và các cái dung tích, kích thước của tủ để các bác nắm bắt được. Ok, thì chúng ta đi vào sâu chi tiết sản phẩm hơn. Thì chúng ta nhìn thấy phần cánh là chúng ta nhìn đặc trưng nhất của sản phẩm này. Mà nó khác biệt với các dòng sản phẩm khác. Em sẽ zoom nhỏ lại mọi người xem nha, cái cánh này. Cái chất liệu làm cánh thì theo như nhà sản xuất gọi là Titanium thì nhìn rất là lạ mắt. Đấy, và cực kỳ là độ bền nó cao. Gọi là Titanium nó có độ bền và chịu lực cực kỳ là tốt, đúng không ạ? Nhìn rất là đẹp mắt luôn. Rất đẹp mắt luôn nhé. Bàn điều khiển chúng ta có bàn điều khiển ở phía bên ngoài. Và bàn điều khiển điện tử luôn. Có điều khiển nhiệt độ của ngăn đông này, điều chỉnh nhiệt độ của ngăn mát này. Đấy, làm đông nhanh super này, làm mát nhanh super này. Đấy, có chế độ kỳ nghỉ là khi các bác kích vào đây thì chúng ta đi vắng thì máy nó không hoạt động nhiều, để nó chỉ là hoạt động êm dịu để cho duy trì thực phẩm không bị ôi thiêu thôi. Có cái kỳ nghỉ này với set các cái nhiệt độ này. Đấy. Ở phía bên này chúng ta có auto set là chế độ AI tự động điều chỉnh nhiệt độ này, khóa bằng điều khiển điện tử này. Nó rất đơn giản thôi, những cái chức năng mà mọi người hoàn toàn có thể sử dụng được, và các bác đọc các bác cũng thể luận được ra cách sử dụng. Sản phẩm này thì với cái chiều ngang mà 83 nó sẽ chiều ngang chung của cho các dòng tủ tầm độ 400 hơn 400 lít 4 cánh. Theo em thì ở đây có một số thương hiệu như của Samsung cũng sản xuất những dòng tủ như RF48 thì cái kích thước của nó cũng rơi vào là 83-84 phân mặt trước, thì đây sẽ là dòng tủ nó tương đồng. Sản phẩm này thì có công nghệ làm lạnh nhanh là 360 độ cooling. Đây. Giữ thực phẩm tươi ngon lâu hơn. Đấy, 360 độ cooling. Với các cái công nghệ chúng ta có công nghệ là Maric Room là công nghệ ngăn đông ngăn chuyển đổi này. HSC là cân bằng độ ẩm tối ưu 90% này. Heo 2 Delfest là khử mùi diệt khuẩn này. 2 Delfest là khử mùi diệt khuẩn mọi nhá. Thì đây em sẽ chỉ cho mọi người xem này. Đầu tiên là công nghệ ngăn chuyển đổi.
ngăn chuyển đổi Maric Room là chúng ta chuyển đổi được 3 chế độ. Đầu tiên là chế độ về để thịt cá này, mọi người nhìn thấy này. À, thì để về thịt, nhưng mà nó không phải là đông mềm mọi nhá, chỉ là để thịt độ của nó chỉ là 1 độ 0 độ C thôi. Chúng ta sẽ lên phía dưới là chúng ta sẽ rơi vào 2 độ C và 4 độ C. Đấy, 4 độ C trên cùng và 2 độ C ở giữa. Thì mọi người điều chỉnh như thế này để cho nó phù hợp với cái khu vực thực phẩm chúng ta nhé. Tiếp đến thì ở phía bên cạnh này chúng ta có một cái ngăn là ngăn rau củ quả. Ngăn này thì chuyên để ngăn rau củ quả thôi, không để gì cả. Và có một công nghệ là HSC, HCS là công nghệ là giữ ẩm cho cái ngăn rau củ quả này tốt hơn. Thì theo như nhà sản xuất thì công nghệ đấy là có công nghệ cân bằng độ ẩm tối ưu 90%. Đấy, HCS thôi nhá. Nó nằm ở đó. Maric Room thì chúng ta xem rồi. Một cái công nghệ là hai đeo phết khử mùi thì nó sẽ nằm ở phía bên trong này. Cái công nghệ đó là công nghệ tỏa nhiệt ở phía bên trong để khử mùi, diệt khuẩn cho sản phẩm tủ lạnh của bên thương hiệu Aqua. Ở phía dưới này thì chúng ta có cái ngăn đá. Ngăn đá rồi nhá. Ngăn đá cánh thì không có đồ, hộc đồ, nhưng căn mát thì chúng ta có hộc đồ 1 này, 2 này và 3 hộc đồ. Bên cánh trái và bên cánh phải đều tương tự như thế mọi nhá, đều có 3 hộc đồ để các bác để đồ. Ở phía ngăn đông chúng ta cánh mở thì chúng ta mở những cái khu vực khe như thế này. Nó sẽ làm những cái khe ránh ở phía dưới này để chúng ta cho tay vào chúng ta mở ra nó thuận tiện đúng không ạ? Đó. Bên này cũng tương tự như thế nhá. Đây. Đấy, tương tự như thế. Và bên ngăn mát thì chúng ta sẽ lùa xuống phía dưới để chúng ta mở kéo ra. Đấy. Ok, bên phía dưới này thì chúng ta có các khu vực là ngăn trượt, ngăn kéo. Đấy, có 1 này, 2, 3 và 4. Phía bên này là khu vực là các cái ngăn trượt ô thoáng để chúng ta để những cái thực phẩm như đá các thứ. Còn đây là để thực phẩm đóng đông như là thịt các thứ này là để đóng đông ở đây. Ở phía bên này có một khu vực khe để làm đá, thì cái này làm đá bằng tay thôi các bác nhá. Nó làm đá bằng tay thôi, không phải làm đá tự động. Và toàn bộ khu vực đông này chúng ta là ở phía ngăn dưới với dung tích là 151 lít. Dung tích ngăn trên của chúng ta là 318 lít rồi nhá. Vậy không chỉ ở bên trên nha. Thì đây là một con tủ mà bên em vừa mới về hàng thôi và màu rất chỉ là lạ mắt, đẹp. Đấy, hàng xuất xứ của Thái Lan cực kỳ là bền. Bảo hành là 24 tháng và đổi mới 30 ngày nếu gặp lỗi của nhà sản xuất. Mọi người mua sắm thì liên hệ trực tiếp với con bác bên em, giá chỉ có 13 triệu 900 đi. Đấy, trừ hết quà đi còn 13 triệu 900 là các bác sở hữu con sản phẩm tủ lạnh như thế này rồi. Đấy, 13 triệu 890 cho 13 triệu 900. Mọi người sở hữu bên em miễn phí vận chuyển là 20 cây, đổi mới 30 ngày nếu gặp lỗi của nhà sản xuất mọi nhá. Cũng hỗ trợ mọi người 20 km đầu tiên thì mọi người nhanh chóng liên hệ với hotline bên em là 0974178586 để đặt hàng hoặc website comac.vn. Ok thì em Long xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video clip tiếp theo.